hạt nhé. Như vậy à, vậy con. Để cho mẹ cung cấp cho con ạ. Đây là bột tóc cơm. Đi làm tìm chó trước mà. Làm nhà như thế này này cho con chó ở nhá. Cho chó mập ở nhá. Và con nuôi ấy. Đó, làm nhà to to đùng cho nó ở ấy. Con đến xem có mấy con. Con đến em. Con ngang xem có mấy con. Con ăn tắm cho con. Nhiều lắm đáng rồi cho con tắm ở kia nhé. Đáng không? Đó. Cái gì thế? Rồi ăn đi đây. Chị mới ăn, chị ạp lại nha.
Lu. Ew. Lu ew. Lu. Nào mở cửa đây nào. Thank you.
còn mộc cũng hết rồi mà. Mộc ơi, vào đây nào. Đất ơi. Mộc. To lắm rồi. Làm nhé, đồng hồ to lắm. Lại hết rồi.
Thank you.
Nhà mới. Nó muốn ra ấy. Nào cho nó ngủ ở trong này, con đứng lên. Ui, ở đây, đi vào trong này. Đấy, có nhà rồi nhá, là im ở đây nhá. Thank you.
đây nhá. Ăn cái quả đằng kia nhá. Con ở đấy nhá, con lấy quả nhá. Con ở đấy nhá, con lấy gù của con xuống đi, tí mẹ lấy để gù cho con gù nhá. Gù ra đây. Ây ô, con gái mẹ giỏi thế, con gái đây đỡ quả nhá. Vào gù ngọt nhá. Đây quả đi bán nhá. Để ý nhá, đi đổ. Này chất đầy chưa? Đây rồi á, để chuẩn bị đi lấy đi gùi với nhá, đi để gùi á, cái này quên không lấy gùi xuống ấy. Quả ở kia nhỉ? Quả.
con ra đây. Để con ra kia xuống mưa đi. Con ra kia xuống mưa đi. Đấy, ở đây xuống mưa nhá, lại lên một quả nhá.
có bơi thế này. Thank you.
ra đây bố mẹ. Đứng đây nào, đứng đây xem. Đứng đây nha. Nha. Mẹ bị sợ rồi. Mẹ ơi. Cầm hùi mẹ này. Nhanh lên nào ơi. Ốm rồi kìa. Ngày mai ở nhà nhé, tôi đi nữa nhá. Đi phơi nắng nhiều ốm như mẹ nhá. Đây. Đây. Mẹ đang sốt này.